càng để ta bà ni
Thank you.
Nam mô Như Lai ứng cúng chánh viễn tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trưởng phu tiên nhân sư phật thế tôn. Nam mô Phổ Quang Phật. Nam mô Phổ Minh Phật. Nam mô Phổ Tịnh Phật. Nam mô Đa Ma La Bản Chiên Đàng Ưng Phật. Nam mô Chiên Đàng Quang Phật. Nam mô Ma Ni Tràng Phật. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Ma Ni Bảo Tích Phật. Nam mô Những Đại Tinh Tấn Phật. Nam mô Ma Ni Tràng Đăng Quang Phật. Nam mô Huệ Cư Chiếu Phật. Nam mô Hải Đức Quang Minh Phật. Nam mô Kim Cang Lao Cường Phổ Tát Kim Quang Phật. Nam mô Đại Cường Tinh Tấn Giống Mạnh Phật. Nam mô Đại Bi Quang Phật. Nam mô Từ Lực Vương Phật. Nam mô Từ Tạng Phật. Nam mô Chiên Đàng Khúc Trang Nghiêm Thắng Phật. Nam mô Hiền Thiên Thủ Phật. Nam mô Thiện Ý Phật. Nam mô Quảng Trang Nghiêm Vương Phật. Nam mô Kim Hoa Quang Phật.
Nam mô Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại Lực Vương Phật. Nam mô Ư Không Bảo Hoa Quang Phật. Nam mô Lưu Ly Trang Nghiêm Vương Phật. Nam mô Phổ Hiện Sắc Thân Quang Phật. Nam mô Bất Động Phật. Nam mô Hàng Phục Chúng Ma Vương Phật. Nam mô Tài Quang Minh Phật. Nam mô Trí Huệ Tăng Phật. Nam mô Di Lặc Tiên Quang Phật. Nam mô Thiện Tịnh Nguyện Âm Diệu Tôn Trí Vương Phật. Nam mô Thế Tịnh Quang Phật. Nam mô Long Chưởng Thượng Tôn Vương Phật. Nam mô Nhật Nguyệt Quang Phật. Nam mô Nhật Nguyệt Châu Quang Phật. Nam mô Huệ Tràng Thắng Vương Phật. Nam mô Sư Tử Hậu Tử Tại Lực Vương Phật. Nam mô Diệu Âm Thắng Phật. Nam mô Thường Quang Tràng Phật. Nam mô Quang Thế Đăng Phật. Nam mô Huệ Oai Đăng Vương Phật. Nam mô Pháp Thân Vương Phật. Nam mô Tu Di Quang Phật. Nam mô Tu Ma Na Hóa Quang Phật. Nam mô Ưu Đàm Bát La Hoa Thù Thắng Vương Phật.
Nam Mô A Xúc Tề Hoan Hỷ Quang Phật. Nam Mô Vô Lượng Âm Thanh Vương Phật. Nam Mô Tài Quang Phật. Nam Mô Kim Hải Quang Phật. Nam Mô Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Phật. Nam Mô Đại Thông Quang Phật. Nam Mô Những Pháp Tràng Mãn Vương Phật. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Kim Cang Bất Hoại Phật. Nam Mô Bảo Quang Phật. Nam Mô Long Tôn Vương Phật. Nam Mô Tịnh Tấn Quân Phật. Nam Mô Tịnh Tấn Hỷ Phật. Nam Mô Bảo Hoa Phật. Nam Mô Bảo Nguyệt Quang Phật. Nam Mô Hiện Vô Ngô Phật. Nam Mô Bảo Nguyện Phật. Nam Mô Bồ Nam Mô Ni Câu Phật. Nam Mô Vọng Thí Phật. Nam Mô Thanh Tịnh Phật. Nam Mô Thanh Tịnh Thí Phật. Nam Mô Ta Lưu Na Phật. Nam Mô Nam Mô Kiên Đức Phật. Nam Mô Chiên Đàn Công Đức Phật. Nam Mô Vô Lượng
Nam Mô Na La Diên Phật. Nam Mô Công Đức Hoa Phật. Nam Mô Liên Hoa Quang Vô Thần Thông Phật. Nam Mô Tài Công Phật. Nam Mô Đức Niệm Phật. Nam Mô Thiện Danh Xưng Công Đức Phật. Nam Mô Hồng Diệm Đế Tràng Vương Phật. Nam Mô Thiện Du Bổ Công Đức Phật. Nam Mô Đậu Nam Mô Thiện Du Bổ Phật. Nam Mô Châu Trạm Trang Nghiêm Công Đức Phật. Nam Mô Bảo Hoa Du Bổ Phật. Nam Mô Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Ta La Thọ Vương Phật. Nam Mô Phạm Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Như vậy 89 Đức Phật ở khắp thế gian cả Đức Thế Tôn thường trú trong đời này, các ngài sẽ thương nghĩ đến chúng con hoặc đời này hay đời trước của chúng con. Sự sanh tử từ vô thủy đến nay đã tạo các điều tội lỗi, hoặc tự làm hoặc báo người làm, hoặc thấy làm ác vui theo đối với của chùa tháp của chúng tăng hay của chúng tăng trong bốn phương. Nếu mình lấy hoặc báo người khác lấy, hoặc thấy người trộm lấy, tùy về tội ngũ vô gián, hoặc mình làm hoặc dạy người khác làm, hoặc thấy người làm vui lòng theo người nghiệp bất thiện, hoặc mình tạo hoặc báo người khác tạo, hoặc thấy người tạo rồi mình ưa vui theo. Những tội chương đã làm hoặc có che giấu hoặc không che giấu phải đọa vào địa ngục quỷ đói và súc sanh, cũng như các đường khác chốn biên địa dòng hạ tiện những kẻ miệng lệ xa. Các chỗ như thế những tội chướng con đã làm hôm nay đều thành tâm cuối xin sám mà
chúng con phải bộc bạch như vậy, hoặc đời này hay đời khác của chúng con từng làm cam việc bố thí hoằng giữ đường giới thanh tịnh, nhận đến thì một bắp cơm cho các loài chúng sanh, hoằng tu tịnh hạnh căn lành đã có thành tựu, chúng sanh căn lành đã có tu hạnh bồ đề căn lành đã có và trí vô thượng căn lành đã có, tất cả hợp lại so sánh trụ tinh thái đều hồi hướng cho quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác như các đấng phật đời qua cứ hiện tại và vị lai đã làm việc hồi hướng. Chúng con cũng xin hồi hướng như thế, các tôi đều sám hồi ca phước xin tùy ý và nhờ công đức thánh phật nguyện thành trí vô thường. Chư phần trong ba đời rất hơn các chúng sanh biển công đức không lường, con nay thành kính lạy. Mười phương thế giới có công mà ba đời vạn loài cầu mong đại hùng, mà con nay ba nghiệp viên dung lệ khắp tất cả không trung môn lòng mà phổ hiền hạnh nguyện thần thông, khiến cho đệ tử trong vòng Như Lai mỗi thân hiện khắp trần ai, mỗi thân lễ lại kim đài liên hoa. Ở trong cõi phận hằng xa, đại hội Bồ Tát môn nhà độ sanh vô tận pháp giới tinh anh, tin sâu Phật pháp thanh danh xuất trần, mỗi người tiếng vọng có phần phát ra thành thoát tâm thần sáng trân, tương lai mỗi kiếp tôn xưng khen ngợi Phật đức các tình rất sâu. Tràng hoa tươi tốt muôn màu ai âm nhà ca vĩnh lòng hầu hướng bay, trang nghiêm thành kính con đem dân cung đức thầy Như Lai. Hương y có màu phóng hai, đèn đuốc soi sáng trong ngoài đường đi, cao như quả núi Tu Di, thành tâm dân cung các vị Thế Tôn. Con nay mở rộng tâm tin sâu Phật pháp trường tồn từ lâu, phổ hiền nguyện lực rất sâu, cúng dường cùng khắp nhiệm màu Như Lai. Xưa con tạo các nghiệp sai, đều do ba độc họa tai từ thân miệng ý triền miên, giờ đây mới biết lòng chuyên sám ma trừ. Mười phương các loại đồng cư, hữu học vô học tâm tư nhị thừa, Như Lai Bồ Tát xa xưa tùy
cả chúng
chúng sanh đồng thành Phật đạo. Đề tử vốn tạo các vòng nghiệp đều do vô thủy tam sân si, từ thân miệng phát sinh ra. Đề tử thấy đều xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Vào sao trần là mắt tai mùi lưỡi thân ý, và sao trần nhập với sao căn là sao kinh hương vì xung pháp trong tánh chân không. Nó không có nhãn giới nhận đến không ý thức giới tánh chân không. Nó chẳng có cái vô minh cũng không luồng cái vô minh đã nhận đến nó. Chẳng có cái lao tử cũng không luôn cái lao tử đã trong tánh chân không. Nó không có khổ tạm diệt đạo tánh chân không. Nó không cần tri cũng chẳng cần đăng gì, bởi vì không sợ đăng mới là Bồ Tát, gọi đủ là Bồ Đề Tăng. Đoá nương nơi trí bát nhã để xét soi mới đã qua bên ngàn giang kia, vì nương bát nhã để quán chiếu nên tâm không quay ngại. Bởi tâm chẳng ngần ngại nên chẳng có e sợ xa lìa các điều điên đạo mộng tưởng rốn ráo qua niên bàn nguyên chư phần cả ba đời sơ gì đăng quá vô thượng chánh đặng chánh giác. Đó là vì nơi pháp bát nhã ba la mật đã đây nên biết rằng kinh bát nhã ba la mật đa đây thân là bài chú đại thần, bài chú đại minh, bài chú vô thượng và thần.
Phật là bài chúa vô đăng đăng vì nó hay diệt trừ được tất cả khổ nào chẳng hằng không dối. Nên nói chúa Bát Nhã Ba La Mật đã đây liền nói chúa rằng yên đế, yên đế Ba La, yên đế Ba La Tăng, yên đế Bồ Đề Tăng Bà, yên đế Ba La, yên đế Ba La Tăng, yên đế Bồ Đề Tăng Bà, yên đế, yên đế Ba La, yên đế Ba La Tăng, công đức sám hối khó nghĩ lượng, vô biên thắng phước đặng có tường, khắp nguyện chúng sanh trong pháp giới mau về cõi Phật thắng một đường. Chuyên lành hồi hướng mau giác ngộ, phục nguyện ấy chư Phật chứng minh vạn linh gia hộ hiện tiền đệ tử chúng con tề tự trước Phật đài thành tâm lễ sám hối hồng danh để tiêu trừ các tội lỗi hoặc tiền kiếp oan trái hoặc nhiều kiếp oan thân hoặc phạm giới cấm các điều sát hại những mạng chúng sanh thân ba nghiệp tội miệng bốn nghiệp ác và ý ba nghiệp xấu lầm tạo điều quay gây các tội lỗi ngưỡng mong oai thần chư Phật từ lực Bồ Tát Minh Huân gia hộ chúng con tội chướng tiêu trừ căn lành thêm lớn tiếng tu đạo nghiệp phước huệ trang nghiêm khắp nguyện ăn siêu dường thái pháp giới chúng sanh tình dữ vô tình đồng thành Phật ấy đạo Nam Mô A Đề Tử cầu sám hối Bồ Tát. Tự quy Phật xin nguyện chúng sanh thế theo đạo ca phát lòng nguyện đêm
chúng sanh đều